Mùa hè 2011, trước màn trình diễn ấn tượng của Manuel Neuer giúp Schalke 04 lọt vào bán kết Champions League. Ngay lập tức ban lãnh đạo Bayern Munich đã khởi động chiến dịch chiêu mộ thủ môn này. Tuy nhiên, hành động vấp phải nhiều sự phản đối từ cổ động viên vì trong mắt họ, Manuel Neuer là kẻ thù. Và từ đó mỗi khi Bayern thi đấu, những biểu ngữ không chào đón Neuer lại xuất hiện. Nhưng ban lãnh đạo Bayern Munich hiểu rằng đội bóng cần thủ môn đẳng cấp đứng trong khung gỗ nên vẫn quyết định biến Neuer trở thành thủ môn có giá trị chuyển nhượng cao thứ nhì thế giới ở thời điểm đó. Họ mất 18 triệu bảng để đưa anh về Allianz Arena. Chủ tịch Hoeneß và ban lãnh đạo đã cho thấy tầm nhìn chính xác của mình. Chỉ cần một năm, Neuer đã khẳng định tên tuổi trong khung gỗ của Bayern Munich. Màn hóa thân thành vị thần trong loạt sút luân lưu tại bán kết Champions League 2011-2012 với Real Madrid đã đưa Bayern Munich vào chung kết. Đó là bước ngoặt để biến Neuer từ một kẻ bị tẩy chay trở thành người hùng cho mắt cổ động viên hùng sàm xứ Bavaria. Từ 2013 đến nay, trừ khi treo giò hay chấn thương, thì vị trí số 1 trong khung gỗ ở đội tuyển Đức hay Bayern Munich đều là Manuel Neuer. Huyền thoại Oliver Kahn cho biết, Neuer từng tính chuyện chia tay Bayern Munich hồi đầu tháng 1 năm 2020 sau khi câu lạc bộ đạt thỏa thuận mua Nubel, thủ thành mà Bayern Munich dự định sẽ thay thế Neuer trong tương lai gần. Tuy nhiên, sau khi được lãnh đạo câu lạc bộ thuyết phục ở lại, thủ thành 34 tuổi đã ký hợp đồng mới, kéo dài tới 30 tháng 6 năm 2023 hồi tháng 5 vừa qua. Và vị trí gác đền của thủ môn người Đức lại càng chắc chắn hơn khi chính huấn luyện viên Hansi Flick khẳng định đặt niềm tin tuyệt đối vào Neuer mùa tới. Manuel Neuer là thủ môn số 1 của chúng tôi và sẽ không có gì thay đổi ở mùa giải mới. Alexander Nubel cũng biết điều đó. Niềm tin mà huấn luyện viên Hansi Flick hay ban lãnh đạo đặt vào cựu thủ thành Schalke đã được anh đáp trả một cách không thể tuyệt vời hơn sau trận đấu với Paris Saint-Germain tại chung kết Champions League đêm qua. Manuel Neuer chơi xuất sắc và góp công lớn vào chiến thắng 1-0, giúp Bayern Munich có lần thứ 6 lên đỉnh ở châu Âu. Và theo thống kê, thủ thành 34 tuổi có 50 pha chạm bóng, thực hiện 3 pha cứu thua trong vòng cấm, có 30 đường chuyền chính xác trong đó có 8 đường chuyền dài. Ngoài ra, những tình huống cản phá bằng chân khiến các ngôi sao như Neymar hay Mbappe đều phải nản lòng. Những gì mà Neuer làm trong hai trận bán kết và chung kết trước các đại diện của nước Pháp càng cho thấy đẳng cấp của Neuer. Giữ sạch lưới sau trận chung kết, Neuer trở thành thủ môn đầu tiên trên thế giới giữ sạch lưới trong cả chung kết World Cup lẫn UEFA Champions League. Và nó cũng chứng tỏ một điều, Neuer vẫn chưa hết thời.